Không nói buổi đầu đi bị sốc nhiệt rồi. Mai đi học lái xe.
Did they give you any medicine? They have given me a medicine.
but I taste love, I taste energy, I taste on my body, the skin on body, they don't know why. They don't know why. They say with me, maybe I energy with the air on food, maybe water. It looks like bacteria infection. Yeah. You drink water, tap water, or you filter water and boil it and drink it? I think about 5 weeks. 5 weeks. Oh, 5 weeks. I have take a shower. In the water tank, at the water tank. Mm. Maybe actually. Always boil the water before drinking it, because Malaysia water is not clear. Yeah. Filter it first, then after filter, boil it, then only store it. Yeah. Don't drink directly from the, you know, the tap. Yeah. I will take a medicine. Yeah. And mới chưa? Thôi mua luôn ba lô mới luôn. Đâu xem. Đưa đánh chờ. Chưa đánh chờ. Đưa chiến mà. Đi chiến tiến mà. Ở chơi gì vậy? Không biết chơi không? Biết sao vậy chứ? Sắp bay luôn. Biết rồi. Thấy không? Đấy, đúng rồi.
Con này vừa đánh vừa chạy. Con này có chuyện được không? Con này là cái gì con? Không phải là kêu là assassin đâu. Con này chỉ là chết. Để vô. Rồi vô phá game rồi thắng được. Đi vô. Đi làm tao xin. Tao đi ra ngoài thở đi. Thở đi. Vừa đánh lại mệt lắm. Lắm. Đi ăn với cả Long. Không quá. Hôm nay có bạn cũ qua chơi. Ông là những gì hả? Đi ái. Úi giời. Thank you.
Mai đánh nữa. Hôm nào bay về? Tối mai, em đi xe buýt mà. Em biết à? Tối mai em đi qua lại rồi nên mai em không đánh. Ok. Bữa nay xe buýt đi tới là 6 giờ sáng tới đây. Mai là dạo giờ vẫn ok anh. Thấy chị Mai chỉ do mà tôi đi lát cả. Mai có nhiều kèo. Lâu lâu nhớ mà là nhớ hồi qua anh bắt xe buýt về. Bên kia cũng có ấy à? Có hội Việt Nam đánh à? Có hội Việt Nam. Robo bên đấy nhiều á? Có Robo anh, mà cái hội đó không xài Robo. Mở điểm nhắn trên WhatsApp một lần cái tin nhắn. Mà bên đó có Robo nữa. Mà local có đánh không? Cái hội của em là hội của em đa số Việt Nam.
bọn em thấy mở robo thì có mở được họ hết kiểu là em thấy tầm 10 người đó lại à 10 người sân bè đúng không thì con không biết nữa hoặc là họ có sẵn người permanent rồi mà cái Singapore bé tí thì chắc là ai cũng biết nhau rồi mà nó không kiểu có sân kiểu như New Zealand mà đâu anh toàn là sân đa năng không mà sân là gỗ vừa bóng gỗ vừa cái toàn sân kiếm cái sân màu xanh bữa em chưa đánh cái sân màu xanh nào luôn á đúng rồi thì nó tận đây... tận dụng nó không có cái sân riêng cho cầu lông bên đấy vận động viên nó cũng phải tập sân sân gỗ sân gỗ rồi. Luôn đấy chán thiệt chứ đây thì tha hồ luôn mà cái hội Việt Nam bển họ nó đánh kênh kinh họ nó toàn là đánh thế dữ thôi lâu năm không biết ông anh làm như là nó ở dân Nghệ An hay tỉnh đâu anh đánh ở đó thì ở trong người mình bắt nhiều hơn người Việt Nam ít hơn cái mạnh nó ngoài ngang Hà Tĩnh đánh dữ quá hay thì cũng có Việt Nam đánh là hay rồi nhưng mà cũng có mấy cô ở Hà Nội này kia dùng sinh mà nó dùng sinh nhiều em thấy Việt Nam mình qua đó thì học khá nhiều như em ở trong nhà em cũng có hàng dùng sinh nhà của em là ở mấy người tổng cộng hết là 5 người à 5 người bên đấy thì nhà cũng hơi bé nhà đắt không anh? Bên đó nhà đắt. Đi thì đi xe buýt à? Em đi. À, em đi bữa giờ đi gì cũng được, tại em ở gần công ty á nên bữa giờ em đi xe đạp. Xe đạp à? Thích đấy. Nó có mấy cái kiểu xe ngoài đường mình muốn quá quá. Tại vì mà xe pin bên mình thì bên đó không có pin nữa đó để xe đạp thôi. Cái là muốn xe đạp rồi. Ok. Thì còn qua lại Malai thì đường gió lâu bây giờ đợi em thấy em có qua đó chơi rồi hôm nào qua chơi hú em ok lâu lắm mới qua đi chơi mà chắc khỏi đang đi hết rồi chứ gì cũng đâu có gì đâu cũng có nhiều đó mà đợi xíu chủ yếu qua đó chỉ đi làm chơi chơi đi một lần 4-5 năm đi một lần nữa Bình thường Katy của thần làm gì? Đi nhưng mà hội Việt Nam chỉ đánh cuối tuần thôi, thứ bảy chủ nhật. Cái này. Với local. Có không? Đánh ở xung quanh, PJ các kiểu. Nhưng mà đánh trong tuần mệt lắm, đánh cuối tuần thì đỡ hơn. Cuối tuần thì nó chill chill hơn tí, được thời gian đi lại lại. Đánh mấy buổi là quen mà gần 2-3 buổi là quen.
hình. Tại vì là mình sẽ cái này. Yeah.
bắt đầu học khoảng để chỉ được gì đó. Yeah. Of the function I said. Except you want your phone last long, that phone here can take picture. Like I got an iPad because I didn't want to buy the MacBook for work sometime. But I will need about me not a big stuff to work in the office. Because the other side is very difficult to change the file like human. So what you want to do? You buy the Microsoft operation with MacBook, right? But sometimes when you get for the fight, it's also kind of okay. Because when I support the customer, few of them use Mac, right? But when they submit the document or they upload the document, the computer also cannot read the file. Okay. Maybe because it's a different format. Yeah, different. It's good because it will never be hacked. Yep. It will never be slow. Yeah. I mean, it depends what is your user issue. If the office I refer. Do you like the chicken leg? Depends sometimes, yeah. What about you? Then he pretend like he didn't do anything. He's standing looking at the face. So now whenever he want to go up and see, go down at the fish, he want to. Does he drink the fish water also? Yes. Like that, sir. Yeah. I don't know why they like the fish water. Yeah. So dirty. Yeah. Actually, I bought him the bowl of from the cat. Very nice. But he never used. Every day he sleep at the fish tank. He drink the water fish tank. Then sometimes he flush the fish. So now on the fish scary, they always swimming below. But he don't have depression anymore from the grooming. But still, less than. I think he's drama queen. No. Now when you hand him right, last time he can suddenly. But now we need use two hands. Like one to hold his head, then one you hold here. Then he will allow you. If you put down this one, then he will be scary. You will push him down to take cover. Maybe because he has less fur as well. He's a little bit drama. I think he's drama queen. No, he's a monkey. Oh, I hate the other cat that he bring in. Oh my god. So many hair. Yes, that's why he comes to. You know, he wants the bunch of hair he falls out of him. Then we keep brushing him. He's like, never stopped. He's never stopped. Yeah. I don't understand how can. That's why I don't know your house destroyed already. I don't know how the owner. I think he never brushed him.
because it's regularly he brush. Yeah. Now actually the cat looks like less hairy because we keep brushing him. So confirm that the owner never brushing. It's British long hair also like a lot. Mm. They have undercoat, lots of undercoat in there. And but Dexter keep on slapping him. Yeah, I saw him. Yeah, he got the also smart for that cat. He got to slap him also, right? Yeah. I think cats usually don't like that a stupid Dior. I mean, what kind of name even is that? Dior? Who put the cat's name Dior? I don't like that game. I also don't like Canada's sun. It's too much. Even I never touched him because it was fine. It's all over because Japan, I was in his house. I have to like watch him with 1200 times. So I cannot wait the owner come and pick him up. That night when Papi was there at him, he's so scared. He always act like that. Even with Dexter, he's like that. Now I left Dexter in the house with him. They go to each other. Now he won't let that. Then this start is kind of fighting. He looks at anyone and he do something like that. Okay, then. Can't take a condition. This on my my friend. Oh, so cute. This one is the film bell. Maybe we should bring one female cat and get all our cats together. This one is very funny. When like she is very lazy. Even she got toilet right when she wants to pee, she wait until she cannot pan on anymore. Then only she go. Then she go, but sometimes she cannot go in time. So she pee on the floor. Oh my god. Lúc sau làm kèo trà sữa đi. Ok, tí. Khi phạm được. Sao đấy? Ngâu rồi, như nắp đánh không anh? Ờ. Nó đợi giấy cầu là không nổi mà. Mày lâu rồi không đánh đúng không? Bao lâu rồi? Mấy giờ? Đi phóng? Dạ. Cả tháng rồi đúng không? No, stop. Oh, my bag. Okay, you may be.
chị tao cà phê mình cũng nít tao cũng có cà phê lê năng nghe gì đó. Xong rồi tao vô tao mua cái cà phê á, nó là cà phê chất nhạt thôi. Mày mất cái tâm nó cảm nhận, nó dám tiếng nghĩ. Giờ thầy có bảy chứ đâu, giờ được đâu.